Tu hành á, mình là Phật tử, người tu nào mà cái điện thoại nhắn tin cho mình là không có qua lợi nữa, nghe chưa? Cái đó là không có phù hợp. Cái gì nó cũng á, tùy duyên chứ. Mình vậy rồi thì gia đình mình, chồng mình, con mình sao đấy? Mình là người nữ đi chùa mà tự nhiên có một người tu cứ đeo theo tiền bạc rồi này kia nhắn tin đồ. Quý vị lâu ngày coi chừng vợ chồng bị có vấn đề, mà có khi gia đình lại phỉ báng Phật pháp. Nên bản thân những đức khuyên quý vị ấy, là hàng Phật tử, mình là người nữ, mình tự khéo léo bản thân mình đi, chứ đừng có nói ai chứ á. Nghe đạo thì mỗi người có góc độ nhận thức khác nhau, thì những đức khuyên quý vị để quý vị học đạo, quý vị có kết quả đó. Nó để mình biết được phân biệt rõ ràng, quý vị được lợi ích, hiểu không? Dù cho là chồng mình ở nhà nó lùng mà nó hô, nhưng mà cỡ nào thì nó cũng là chồng mình. Dù cỡ nào cũng chung chăn sẻ gói thì mình nên chấp nhận đi, chứ đừng có mà gọi là bây giờ mình cứ sống với người ta những ngày tháng gượng gạo khổ đau, sống gì chi hả? Nên nghe những đức giảng cái là chấp nhận liền, vì giữa mình với người ta có duyên có nợ. Bây giờ dù mình có đẹp nhưng mà chồng mình nó xấu, hoặc mình nó đẹp trai mà vợ mình nó xấu, nhưng mà mình với người ta đã chung chăn sẻ gói và là vợ chồng rồi, thì mình hãy mang tâm chấp nhận đi. Mình chấp nhận mình sẽ có hạnh phúc, mình thay đổi người ta mình sẽ có tội, mà thêm cái nữa mình sẽ không được hạnh phúc đó. Trời ơi, có cái cô kia cô gặp như đứa, cô nói thầy giảng nó thiệt, nó phù hợp quá con nhà thầy. Thầy thấy con coi được không? Như đứa nói bà cũng được. Mà chồng con xấu lắm thầy, còn xấu hơn thầy nữa. Cái chồng bà còn xấu hơn những đức nữa. Trời ơi, những đức mà xấu gì mà chồng bà còn xấu hơn như đức này là xấu dữ lắm. Rồi sao? Bà nói rằng thầy biết rằng là vì ảnh xấu quá nên con sống với ảnh giống như gượng gạo vậy. Tính ra mười mấy năm mà con chờ cơ hội để con chạy không? Sống mười mấy năm chờ cơ hội để chạy không? Thế vì thấy sống khổ chưa? Nếu ai mà có cái tâm này nên sửa lại liền đi, đừng có để thời gian dài vậy nghe. Cuối cùng cái xuất hiện một cái thằng đẹp trai hơn chồng bà một chút, nói chuyện có mấy câu ngọt dịu là bà giọt là thằng đó liền. Bà bỏ chồng bà đem của đường đó. Cuối cùng thằng đó giết bà một cái sạch nhách, từ tình lắng tiền luôn, mất hết luôn. Mà bà có con với người chồng trước rồi, có con rồi, mà giờ thằng này coi được trai, nó lại nó nói chuyện ngọt có mấy câu bà tình tiền bà giao sạch nhách, cuối cùng nó giết bà tình tiền luôn, lấy trái tim bà luôn. Bị coi con người đang sống gì mà Mỹ nó mở lấy trái tim thì sao sống nổi chẳng. Quý vị ô, bà khổ te tu. Lúc đó bà tìm đến chùa mà bà đi lang thang như kẻ thất tình. Bà đi lang thang, bà buồn tóc tai, bà bùm sùm như con ma. Thấy khổ thấy chê chưa? Thấy chưa? Phải chi mà biết an phận. Nó nói củi khô dễ nấu và chồng xấu dễ xài, có là được rồi. Chê khen, thấy chưa? Cuối cùng mắt cả chì lắng chài mà còn mang tiếng mang tay. Thấy không? Phước duyên được nhiêu thì hưởng nhiêu đi, cứ là mong đòi cuối cùng là mang quả. Thấy không? Thật sự mà nói, thà chồng mình xấu xấu mà thả đâu cũng được. Còn chồng mà đẹp quá mình thả mình sợ lắm mấy vị ơi. Mình thả đâu mình cũng lo, mình cứ gình gặp mình đi kiếm, mình đi tìm, nó cực muốn chết. Hiểu không? Nói cái gì nó cũng có cái giá của nó hết trơn mấy vị nha. Gì nó cũng có giá của nó hết trơn. Nhưng mà hiểu gì nhân quả rồi, cái gì của mình là nó là của mình. Còn cái gì nó không phải của mình, có đi gình gặp nó mắc là mắc rồi mấy vị ơi. Nên những đức nói với vị nghe là mình gặp pháp môn tịnh độ này là của báo vô giá rồi, mình mừng lắm rồi. Hòa thượng Diệu Liên ngày nói một câu rằng, một ngày bạn có kiếm được nhiều tiền, bạn cũng không bằng là niệm Phật ở trong đạo tràng 5-10 phút. Một bên là tiền tài thế gian, một bên là công đức sức thế gian, làm sao mà bạn so sánh được. Nên quý vị đi đến đây là tạo công đức nè, ở trong đạo tràng niệm Phật cầu sanh cực lạc, thù thắng lắm. Nên những đức nói cái cơ hội mà càng đông người ta đến thì cái cơ hội mình càng phải đến. Ví dụ như bây giờ xung quanh ta ngồi đầy hết chứ mình cũng ngồi lan can. Tại vì sao? Cơ hội đông người quá nên mình phải ngồi chung.
ngồi chung nó thành âm hưởng quý vị. Nhưng mình thiếu duyên thiếu phước, mình ngồi đông trong đây nó âm hưởng mình. Ví dụ như nguyên một cái dàn trong đây mà đi giết người không, mình ngồi chung là mình thành trở thành cái ác. Nhưng mà nhiều người trong đây toàn là tu giải thoát không, thì mình ngồi trong đây là mình kết hợp với người có duyên có phước, duyên phước mình tăng lên chứ làm sao, hiểu không? Cỡ nào cũng ngồi. Nên những đức ngồi, những đức nhìn xuống, những đức nhìn quý vị là những đức đo lường được quý vị thiếu bao nhiêu giấc ngủ. Nên hồi trưa tôi kéo dài thời gian, đúng là thời gian người ta chỉ mới có 1:15 là gõ cản rồi, mà tôi kéo cái thời gian 2 giờ chỉ bị thoải mái một chút đó, thấy chưa? Nên cái thời gian ở cõi đời này chúng ta cần thiết thì phải điều chỉnh khéo léo để quý vị tu được, quý vị vui vẻ được mà nó hưng khởi tâm. Nói bây giờ về đây quý vị gặp một ông thầy ông chịu tu gì, đây là cơ hội mà mình không cố gắng. Qua cái đời của ổng rồi mình cũng khó tìm ra cái người nào mà nhiệt liệt hướng dẫn vị tu đâu. Bây giờ những đức hỏi quý vị, ngày xưa vậy quý vị đi chùa rất là nhiều, quý vị có thấy ông thầy nào chịu tu nhiều như những đức đâu, hiểu không? Những đức chịu tu mà những đức dẫn vị tu được nghe. Có nhiều người ta chịu tu lắm quý vị, mà ta lại đông tây nam bắc ta lại quá trời, quý vị có lại được không? Khó lắm, tại vì làm sao đi theo làm điều đó hoài được. Nên cái pháp đó là cái pháp á mà khó hành. Mình không phải nói cái gì mà cái đó là quá cao, mình đeo thì không nổi rồi. Cái pháp á mà nó thấp mà nó cao á là cái pháp gì? Cái pháp là đưa ra ai cũng làm được. Là cái pháp đó nhìn nó thấp mà nó lại cao. Còn có những cái pháp mà nó rất là cao nhưng nó lại là thấp. Vì tại vì người ta không áp dụng nó là thấp. Đó, thấy không? Đó. Nên mình á là ông thầy hướng dẫn ta tu, mình phải biết cái pháp, phải nắm được cái pháp. Và mình làm cái này nó cái chủ trương là gì cho người ta tu được, chứ không phải là mình làm cái này mà để mà phô tiếng tâm mình, không phải. Mà mình làm để cho người ta tu được. Nó những đức tin rằng là 3000 lại quý vị làm được. Dưới cái khả năng phát triển mà chia sẻ của những đức quý vị lại bị làm được đó. Mà quý vị tin nè, càng lại những ngày sau càng thích thú. Nó lạ lắm, tại vì mình đã ngưng một thời gian lại Quan Âm là tính mấy tháng, thì cơ mình nó hoàn toàn nó đâu có hoạt động nhiều như là lại Quan Âm. Thì quý vị vô bị lại một bữa đầu là cơ nó cứng. Có nhiều người nó mỏi, nên quý vị kinh nghiệm là cái lại đầu tiên của mình mà lại Quan Âm bữa đầu là từ hôm nay chúng ta phải rô đai từ từ để nó dịu cơ. Càng về sau nó phải càng hứng thú thì lại vậy nó đúng. Chứ mới vô bữa đầu tiên mà mấy bà làm dữ quá, còn mấy bữa sau sức đâu làm. Hiểu chưa? Nó phải từ từ ru đai nâng chút. Hiểu không? Cái gì cũng từ từ, đừng có gấp quá. Nó dục tốc bất đạt mà. Cái gì gấp gáp khó thành công lắm. Hiểu không? Phật pháp nó có nhiều ý nghĩa quá trời. Nghe mà nói mình phát triển trí tuệ phong phú quý vị ơi. Nó nên á, hồi sáng á những đức vô lễ, những đức cứ nén hơi từ 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 từ. Hồi đó mới vô là nó bây giờ mình nói mình mới biết thân phận mình. Vô nhìn xuống nén cái khổ hơi, cái hơi lại quý vị. Càng về sau nó càng có hơi mạnh lên. Còn hồi đó mới vô dữ lắm. Bởi vì cái gì nha, cái nước đầu mà dữ dằn là nước sau không có. Phải kéo léo, phải điều chỉnh nha quý vị. Nó thấy không? Ai mà háo thắng là người đó thế nào cũng thất bại, chắc chắn luôn. Nên mỗi một người chúng ta nó phải khéo léo nha quý vị. Nó phải điều tiết từ từ, vì ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay ngựa dở. Cái quan trọng là đường dài. Nó làm sao mà bước tới ngày thứ 3 là thấy là mình cũng ngon ngon rồi, đúng không? Cái bữa cuối cùng á, lên đô nha, bữa cuối cùng lên đô một chút thôi. Nó hô hà đồ dữ dằn chút, vỗ cánh bình minh đồ ghê gớm một chút thôi. Nó bữa cuối cùng mà, ai mà không háo hức quý vị? Nhất là những người mà lại từ bữa nay mà cho tới bữa cuối cùng là kinh lắm. Nhân Đức nói với vị nghe nè,
Nếu như quý vị trong chùa mà khéo là cái năng lượng bị tích tụ đầy. Trường hợp sao quý vị cũng nói A Di Đà Phật, từ bi hỷ xả, thì cái thời gian mà quý vị mà ở trực diện đây bị tu thì quý vị sẽ quá giải nghiệp rất là nhiều. Tại nó đụng những nghiệp chướng ở trong cái cõi này nè, gặp nhau nè, oan gia thù nghiệp gặp nhau ở đây. Mà quý vị gặp nhau là quy tụ về đây gặp, mà lại có ngay những đức là giảng ra, thì từ nơi đó quý vị gặp oan gia, quý vị nói à thầy nói oan gia nó kìa, oan gia nó đến nó kìa, đúng không? Giải. Quý vị thấy gì đó, có những người người ta bận biểu, người ta không có thời gian, sáng ta lại xong ta phải chạy về, chiều ta mới lỡ lại. Như vậy chứ cái năng lượng lại không bằng quý vị ở đây lại. Không đơn giản đâu. Nếu quý vị mà biết cách tích lũy năng lượng thì đặc biệt lắm á. Nên mình đi vô chùa đông đúc nhưng mà ai nghiêu ngao kệ người ta. Bản thân mình có lúc mà không tu, mình cứ dành cái năng lượng đó để mình tu. Là mình người ta nói y nói chuyện ầm ầm, mình im ru, mình cứ thầm thầm kiếm chỗ nào ngồi nha. Mình cứ nghĩ cái vô thường của cuộc đời. Một ngày nào bắt chợt mình ra đi mà mình không có cái vốn gì, sao mình đi về cực lạc đây. Nên mình bây giờ mình phải tích lũy thời gian niệm Phật liền, ngay cái ngôi Dạ Lam, ngay ngôi nhà Tam Bảo. Mình có dịp mình đi đến đây mấy ngày ở đây, mình phải cố gắng để chi cái duyên mình ở đây dày. Rồi một ngày nào mình lớn tuổi, mình tuổi già, mình đủ duyên, biết đâu mình đi đến đây thầy hộ niệm cho mình rồi sao. Gieo cái thiện duyên cho mảnh đất Dạ Lam nó dày thì mình mới vô mảnh đất Dạ Lam ở được. Quý vị mà vô đây mà ở đây mà cảm thấy vui là do duyên phước bị dày đó. Có những người người ta vô người ta chạy về liền đó, cho quý vị biết đó nghe. Một là vô về liền, còn hai là vô nó té. Đi nó té. Người ta đi không sao mà nó đi té. Té một cái tự nhiên đi về luôn. Đừng nói chuyện giỡn hả. Bây giờ quý vị dẫn đoàn đi coi, có những người người ta đi vô chùa cái mặt nó buồn hiu. Nhưng mà đa phần ai vô chùa cũng vui, mà họ vô chùa mặt buồn yêu là duyên phước họ không có đủ ở trong ngôi Tam Bảo. Không có đủ ở trong ngôi Tam Bảo. Nên mình phải trồng cái duyên cái phước cho dày thì mình mới cầu an cầu xin cho người thân của mình. Vì duyên phước mình dày, con người mình tươi tỉnh. Thấy không? Duyên phước mình dày, con người mình mới tươi tỉnh quý vị. Còn bây giờ duyên phước bị thiếu, nó không được tươi tỉnh. Bây giờ chúng ta có cơ hội về đây mà nghe trực diện, nó có lực hơn chứ. Nghe trực diện mà. Đó, quý vị đi về chùa, quý vị nghe nhà Đức chia sẻ, quý vị học được nhiều cái hay lắm. Nếu không khéo á, tuy mình gặp Phật Pháp nhiều năm đó mà mình không có kết quả đó. Mình làm nhiều mà không được bao nhiêu. Người ta làm trọng tâm đúng nơi đúng chỗ nó mới thành đạt quý vị ơi. Quý vị thấy không, đi về đây trước một ngày thờ khóa tu, răm rắp tu luôn. Không có bao giờ mà bỏ bê, thấy chưa. Nhà chùa tính đến mức gì mà những đức còn chính tính trước một ngày là ngày 18. Là những đức giảng 4 bài pháp, dù là áp dụng tu nhưng vẫn có một bài pháp giảng trực diện cho vị nghe luôn. Tính như vậy luôn cho quý vị đó. Đâu có để cho người ta bỏ tu đâu. Nên còn về đây cả ngày quý vị thấy không. Nó những đức mà nói mà cái lưỡi không lành da non liên không, đó là cái quá nhiệt tình. Quý vị nói cái chuyện mà muốn nói là nói hả? Bây giờ muốn lên nói nó không biết nói cái gì mới chết thôi chứ. Quý vị thấy một cái chương trình khóa tu mùa hè của người ta thôi, người ta mời bao nhiêu thầy chưa, ở đâu mà có cái chuyện một thầy giảng hoài. Mà đa phần người ta nghĩ cái gì nè quý vị ơi, người ta nghĩ là một thầy giảng chán quá. Không phải đâu. Quý vị mà ăn khách rồi là không bao giờ nó chán đâu. Cái là mình lên giảng chán ngấy á quý vị ơi. Nó chán á, nó nghe không vô á. Thì nó mới chán. Chứ nó vô, giảng vô rồi ông thầy này càng lên giảng nó càng khoái. Nạp năng lượng quý vị. Nên mỗi một người mình á, mình hiểu được nguyên lý này rồi mình mới thấy nó chuyên tu nó đặc biệt. Chuyên tu nó đặc biệt dữ lắm. Nên cái việc mà mình biết được một đạo tràng chuyên tu mà một phương pháp tu là nó quan trọng dữ lắm. Mấy ngày nay nè, đồ đạc nó ẩm ướt suốt luôn. Nó rèn mình mà để mà tiêu nghiệp chướng mà tăng phước báo. Thấy không?
Nên mình mai mốt mình đi lễ gì là mình kinh nghiệm. Có cầm áo trong đi chăng nữa cũng lựa mấy cái áo mỏng mà cầm theo. Thấy không? Mấy cái nào mà dày quá mà độn tùm lum thì để nhà hết đi. Cái đó là sử dụng khi mà đi đám tiệc đồ này kia. Còn vô đây không có ai nhìn đâu mà quan tâm cái điều đó làm gì cho nó mệt. Nhớ nghe. Thì thấy vất vả chưa? Còn bây giờ bạn áo vàng suốt luôn, khỏi cái áo trong luôn. Nó đỡ, lau mình nó cũng tiện. Không, những đứa có bạn chứ những đứa cũng biết cái vị khó khăn đó. Mà gặp mà trời ơi, nó tùm lum tùm la trong đó mà nước nôi nó ẩm ướt ở trong đó, nó khó chịu chết mồ luôn. Rồi nó lại hôi nữa quý vị ơi. Vì ngửi tới coi nó có hôi không biết liền cái gì đâu. Mà chưa giặt kịp thì thôi tự nó phiền phức thế mồ luôn. Nên phải cần có cái bọc riêng để cái loại đó riêng ra những cái đồ sạch. Chứ nếu không tự nó lây tất cả đồ kia hôi hết trơn. Nó, nên đó là cái quý vị hãy nghe kỹ rồi xem lại. Để mà đi đâu mà chỗ đông người khéo léo mà lựa những bộ đồ phù hợp. Hiểu không? Trong thời tiết nóng nực nó phải lựa làm sao? Nó tiện lợi quý vị ư? Nên mỗi một người mình nghe gì nè, nhắc nhở mình từng chút đi vị. Trong cái lối sống của mình, Phật Pháp là gì? Là giáo dục. Phật Pháp là giáo dục quý vị. Đó. Mà giáo dục gì? Giáo dục xác thực. Giáo dục rất là xác thực luôn. Nên quý vị mà nghe như thuyết giảng là quý vị có kết quả là do gì? Nó xác thực. Đúng không? Đó, xác thực. Đó. Nên thí dụ như quá đông đúc gì nè cũng thông cảm nha quý vị. Khi nằm ngủ mình có cái áo thun mình bận cũng được. Đúng không? Tại vì nó đỡ dài tay tùm lum tùm la, nóng quý vị quá. Phật Pháp là nó áp dụng ngay con người. Quý vị nhớ câu là người hoằng đạo chứ đạo nào hoằng người. Phật Pháp là ngay con người. Cái giáo pháp của Phật là nó đặt ngay con người ta để cho con người ta làm được và tu được. Chứ không phải là Phật bắt người ta phải theo Phật đâu quý vị à. Mà Đức Phật phù hợp vào cái căn tính người ta. Nên nhiều người không có độ được ai chứ là do người ta nghĩ. Giáo pháp của Phật là quý vị phải làm như vậy. Sao được? Có những người người ta đâu có phù hợp gì sao làm? Nên Đức Phật mới phân ra ba thời cuộc đó, thấy không? Thờ chánh pháp thì trì giới thành tựu, thờ tượng pháp thì thiền định thành tựu, thờ mạt pháp thì niệm Phật thành tựu, quý vị thấy chưa? Đức Phật ngày phân rõ ràng cái căn cơ của mình là tu môn nào để được thành tựu. Nó còn nếu như lấy thờ chánh pháp mà đắp thờ mạt pháp thì bị nhìn chơi. Nghe và nhìn chơi đừng có nói mà làm. Nên Đức Phật nó chỉ là niệm Phật thành tựu, là niệm Phật là thế trì giới đó quý vị à. Nên gặp cái chuyện này chuyện kia A Di Đà Phật. Gặp việc hơn thua A Di Đà Phật. Làm giết rồi giảm tối đa vì sân si hơn thua. Vậy thì tu có kết quả. Hiểu chưa? Trời ơi, lúc trước mà chồng đi nhậu gì nó nói này nó kia mình. Vậy mà mình bây giờ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Vậy là thấy được rồi đó. Hiểu không? Nhiều cô bây giờ đã áp dụng được vậy rồi, hồi xưa mà nó nói ba câu rồi, câu thứ tư là mình giật tới liền. Tới đâu tới đi. Mình chữ là tá lả ở bên. Mà nhiều bà không nói thôi mà nói lanh đấy ghê. Có nhiều bà mà bà tức bà ngồi xuống mà đập dán, đập gạch đồ bạch 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 bạch. Bà đập tá lả bên bạch bạch cái đồ bà liền đồ tùm lum la. Có nhiều bà mà ghen lấy cái quần của chồng lấy cái kéo cắt. Ghê lắm. Mấy bà ghen ghê lắm. Nên mấy ông cẩn thận. Dùng con cái bà đã lên báo mà bà cắt tầm bậy đó, bà cắt lộn á. Ghê thiệt. Không, người ta mà ghen lên rồi tức ghê vì giống cái câu nói ăn không được bỏ cho hôi.
Ghê thiệt chứ, mới tức lên rồi mới làm thấy ghê. Lên báo luôn, cắt cái cụp. Cho mấy ông làm thái giáo luôn cho mấy ông biết. Nhớ không? Nó thấy ghê chưa? Nên á, mình tu giết sao mà cái tâm mình càng ngày nó càng hiền. Càng hiền rõ ràng luôn mà. Giết mình nhịn được đó. Nhịn được là chị giới rồi còn gì? Chị giới là nhịn đó quý vị. Hiểu không? Cái giới luật của Phật là để giúp cho mình đỡ sân si á. Đỡ tham sân si là trì giới đó quý vị ơi. Vậy thì câu Phật hiệu này giúp cho mình đỡ tham sân si là câu Phật hiệu này thế trì giới đó quý vị. À, nhớ. Chân thật mà áp dụng câu Phật hiệu đi rồi quý vị sẽ thấy lợi ích. Mà chính câu Phật hiệu này cầu an cầu siêu kết quả nhất. Tại vì chính quý vị niệm Phật siêng là an à. 100% quý vị mà siêng niệm Phật đi, quý vị sẽ an liền chắc chắn quý vị luôn đó. Những đứa về phòng, những đứa ngồi niệm Phật suốt rồi. Ôi, những ngày lễ những đứa thấy những đứa còn khỏe hơn những ngày thường. Tại những ngày lễ những đứa không cần dính việc gì chứ, làm xong là buông liền hết luôn. Còn những ngày thường những đứa phải trực diện đi đến ngay công việc, những đứa coi này coi kia làm luôn. Rồi nhắc nhở chúng mỗi ngày cậu này là những đứa chia sẻ Phật Pháp. Rồi nhắc nhở nó khác cái chia sẻ Phật Pháp quý vị ơi. Nó nhắc nhở là mấy bà cụ già, bà lỡ nói mắc cái quần, mắc cái áo, mắc đồ này kia mình phải xử lý, nó nhức đầu lắm mấy vị ơi. Nhức đầu lắm chứ không dẫn đâu. Nó nên từ nơi đó mà thà chia sẻ Phật Pháp rồi lên tu. Vậy đó mà 3 ngày mà tu mà được thì bộ nó an lạc gì đâu. Nên miết lên cố gắng. Rồi 3 ngày này á nghe. Có những người mà người ta một đời tu không bằng mấy vị tu 3 ngày này đó. Nó giỡn đâu đó. Bây giờ đói giờ quý vị đi tu, đói giờ chùa chuyện này kia, làm gì quý vị được cái thời gian mà tu nhiều gì đâu. Cái đặc biệt của quý vị là giờ quý vị có những thời gian tu, mà có những thời gian mà lắng động tâm để nghe Phật Pháp, để biết nắm cái pháp nào tu để cuộc đời được thành tựu. Có nghĩa là mình chọn nghề thế gian, mình cũng biết chọn cái nghề mà nó phù hợp. Cái nghề mà nó phù hợp thì mình thịnh. Còn mình chọn một cái nghề mà nó không phù hợp là thua. Giống như bây giờ mình tu thì mình chọn một cái pháp tu mà lợi ích là mình tu có kết quả. Như những đức là cái duyên phước đưa đẩy những đức gặp Pháp Môn Tịnh Độ này, những đức có lợi ích rõ ràng. Lợi ích quá trời lớn luôn, vậy thấy không? Khỏe còn hơn cái gì nữa, cả ngày cứ A Di Đà Phật. Lên giảng pháp là có chuẩn bị gì đâu, viết cái đề này thôi. Tới giờ viết cái đề này xong rồi xách cái cuốn sổ đi qua, đi thì giống như trí thức cầm cuốn sổ. Ngoài ra có gì đâu. Cầm cái sổ tưởng đâu thầy Đức này cũng phải đơn giản. Cũng văn ăn học gì đó cầm sổ đi ghê. Viết gì đâu, viết con cái chữ đó rồi xong cầm cái sổ đi dù dù. Khè ta chơi có gì đâu, có viết cái gì trong đó. Mà cả ngày có đọc có coi gì trong đây, có viết gì đâu. Tới giờ giảng viết cái đề giảng gì rồi cầm cái sổ đi, cầm số bự cho bá. Mấy chữ đọc gì đâu. Về phòng đi vòng vòng niệm Phật không. Nằm cũng niệm Phật, đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, vô nhà vệ sinh cũng niệm Phật. Cứ vậy thôi chứ có coi cái sách vở gì đâu. Mà phòng này có gì đâu coi. Không có quyển sách nào đâu coi. Vì mà qua nói chuyện bị rầm rầm. Thấy không? Đó, thấy không? Mà nghe bị nghe có kết quả mà. Nghe sao không biết mà thấy mặt ai cũng tươi là ngon rồi đó. À, mặt vui vẻ là ngon rồi đó, dễ thương. Không biết vậy biết nghe, mình có xấu thì xấu mà mình cười là cũng dễ thương. Cười là thấy dễ thương quý vị ơi. Chứ ngoài ra mình đẹp thì đẹp mà cái mặt. Lạnh lùng ai mà thương nổi bì. Mặt mà nó lạnh lùng ai mà thương không. Thật sự mà nói gương mặt đó viết cúm luôn mà chết mồ, hiểu không? Nên mấy cô mà tu thì sao không biết, mà những đứa hướng dẫn mấy cô, mà về mấy cô làm vợ người ta, mấy cô vui vẻ. Nhớ, thiếu nợ thì trả đi, than vang làm gì. Áp dụng cái câu này nghe. Thiếu nợ thì trả đi, than vang làm gì. Lại mấy ngày đuối muốn chết. Vậy mà về gặp độ nè.
chờ xem trong mấy bà thế nào cũng dính. Mấy bà chờ xem, đừng có nói với bà không có nói cái chuyện là mệt mỏi gì mấy ngày nay lễ Quan Âm gì đâu, hiểu chưa? Suy nghĩ đi. Này, mày đi mấy ngày nay mày đi đâu, mày đi mấy ngày rồi mày về mày còn nói mệt mỏi nữa hả mày? Thấy không? Đó, người ta đâu có tu đâu, người ta đâu có nghĩ biết quý vị làm cái gì đi mấy ngày nay, hiểu không? Thấy về mặt tươi rói. Có cái bà đi lại Quan Âm Bồ Tát, bà về bà không chảy đầu, tóc ta bồm sùm. Bà đi qua cái xóm, chó nó vượt bà quá trời vượt luôn. Nửa đêm bà về bà lang thang, bà cầm giỏ, tóc tai bồm sùm không chảy chứ. Bà tiêu, bà vừa lại ra mồ hôi cây ướt mình, bà không thay đồ luôn. Bà gọi bà về xong bà xách cái giỏ bà đi ngang cái xóm, thì chó nó ngửi mùi, nó nghe mùi gì mà hôi quá, nó vượt quá nó tập. Chó nó vượt quá trời vượt luôn. Rồi xong bà về tới nhà thì bà bước vô chồng nó chữ. Thấy thử thách chưa? Nói mày không biết đi đâu mấy ngày nay mà mày về tao thấy mặt mày gì đâu mà thấy ghê vậy. Tao thấy mày tao thấy không ổn rồi đó. Rồi xong bà nói không ổn cái gì? Mấy ngày nay đi tu mệt muốn chết mà về còn chó vượt mà còn vô mà gặp ông. Thôi bà chị đem cái câu chuyện này kể cho vị nghe. Nên á, mình lại Quan Âm xong á, mình cố gắng mình kiếm chỗ nào mình thay bộ đồ khác sạch sẽ, cái gì cũ kỹ gói gọn lại đi, nghe không? Mình lại gì lại cũng phải trường bộ đồ cho nó ken, nghe chưa? Bộ đồ nó cũng thơm tho một chút. Lại xong mình thay bộ đồ đó, mình lên xe mình ngồi đó nó cũng thoải mái nữa. Chứ không thôi bộ đồ nó ẩm ướt á, là bắt đầu lên xe nó máy lạnh á, đầu nó làm cho mình lạnh đi, mình dễ bệnh lắm, nó dìa mặt bơ phờ. Nên mình thay bộ đồ khô ráo từ trong lẫn ngoài, hoàn toàn ken hết. Phải giữ một bộ đó cho nó ngon, nghe chưa? À, với mình tính cái việc á, mà mình đi về mấy ngày nay á, mình xa chồng nè, mình vừa về có khi nó nắm tay nắm chân mình nó gịch lại đó. Nó gịch lại mà nó nghe hôi đình rồi nó chửi cho mình chết. Mày đi tu cái gì mày nói đi tu mà an lạc. Mày tu an lạc mà tao thấy mày tu giết mà hôi rình. Nó chê mình, nó đâu có chịu đi tu. Nó vì nghe cái này rồi về cái là tự nhiên thôi thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì mệt quá. Nghe không? Nên làm vợ người ta không có tránh được quý vị ơi. Mình làm phụ nữ là nó vậy đó. Nó người đàn ông là do người ta quyết định, còn mình không có tránh được. Nên bản thân mình thôi. Nên Phật mới nói là nhàm chán thân nữ, chứ Phật có nói nhàm chán thằng nam đâu. Thấy không? Có những lúc mình đâu có muốn đâu, mà không muốn cũng không được nữa. Ngộ gì, còn có những lúc mình muốn, muốn cũng không được nữa. Cái gì cũng lệ thuộc người ta không à. Có những lúc muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Bởi vì mình nhàm chán thằng nữ. Đó, thấy không? Nên từ nơi đó mà đi lại Quan Âm đừng có nói công hạnh gì lớn. Công hạnh lớn là do cái phước duyên của mình. Còn cái nghiệp chướng nó đến nó đòi là nó đòi à. Nên khi đi lại xong về gặp trường hợp gì, ô từ bi hỷ xả. Áp dụng bốn chữ từ bi hỷ xả. Nghe quý vị. Ôi những cái bài học này nó đáng giá cho cuộc đời với tưởng ứng. Đáng giá đó quý vị ơi. Tu thì đã biết phương pháp tu rồi, niệm Phật đã niệm rồi, nghe Pháp đã nghe rồi. Bây giờ áp dụng nè. Cái áp dụng là gặp trường hợp nghịch cảnh nghịch duyên trong cuộc đời, mà nghịch cảnh nghịch duyên là nó bào mòn nghiệp chướng. Như giống như cơ thể mình nghiệp chướng là gai vậy đó, mà nó bào mòn gai gốc đó cho mình thì mới tiêu nghiệp chướng. Mà bào gai đâu có đơn giản. Giống như một cái cục đá thô mà muốn đục đẽo nó để trở thành một pho tượng thì cục đá này phải chịu đựng bị đục đẽo chứ. Chứ bây giờ nó không chịu đựng bị đục đẽo thì làm sao cái cục đá này trở thành một pho tượng mà được người ta lễ kính. Một con người phàm phu người ta không lễ kính. Mà mình tu hành từ từ, phải chịu rèn luyện, chịu đục, chịu đẻo cái nội tâm mình. Lâu ngày những cái thô tâm nó mất đi thì con người mình mới được người ta cung kính chứ. Đúng quý vị. Như những đức ngày xưa bước một cái là chạy đi chơi, bước một cái là chạy đi chơi, muốn hưởng thụ. Ai kính những đức? Bây giờ bao nhiêu năm trời những đức không đi đâu chơi, có điều kiện điều giúp người ta không? Lại nhiệt tình hết mình với người ta, nên mới được bao nhiêu trái tim tìm đến.
đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên mà ta tìm đến mình đâu chàng. Lấy tự nhiên người ta tìm đến mình chi? Có được lợi ích gì đâu mà tìm đến à? Hiểu không? Nó nên á, đừng có nói rằng là mình tu nhiều gì mình kể lễ với ta. Không có kể. Mình tu là mình biết chứ không có kể. Người ta ở nhà người ta có cần biết mình đi đây là tu cái gì. Mà mình tu mấy ngày nay là mình về nhà mình đụng độ là mình phải giải quyết vấn đề nội tâm. Chứ mình không có bao giờ mình nói là tôi tu nhiều, tôi hồi hướng cho ông đó, tôi hồi hướng cho bà đó, cho nhà này, tôi vì cái gia đình này mà tôi lại. Mấy ngày nay mà ông biết 3 ngàn lại cỡ nào chưa? Mắc hết trơn. Mắc hết trơn, nói làm chi à? Nói cho nó mệt tim. Nè thân thể tôi không muốn làm gì đó không làm. Từ bi hỷ xả, tôi nghe lời thầy tôi hỷ xả hết luôn. Cho biết gì. Vậy là đúng là 3 ngàn lại đạt rồi. Đừng có nói tôi mệt mỏi chứ không. Chịu không chịu gì? Nó thị xã tôi mệt. Mấy bà cứ làm đúng vậy đi, bà thành công liền chắc chắn luôn. Thử nghe lời nhà Đức mà áp dụng đi. Mấy bà thấy nó tự tại còn hơn cái gì. Quá tự tại. Nghe không? Nó nên Phật pháp quý vị thấy không? Nó xác thực gần gũi quá trời chưa. Nó nghe như vậy để áp dụng đi về chùa nghe một chút gì nè. Mà 3 ngày này mà nghe 12 buổi đúng không? 3 ngày nghe 12 buổi. Nếu ai có được cơ duyên thì thứ bảy chủ nhật, chủ nhật bên kia nó được 2 buổi nữa. Nó là 14 buổi hả? À, 14 buổi. Ai mà giảm pháp cho bị nghe dữ gì? Chắc gì có những đức thôi. Có ông huynh đệ ông gặp với đứa ông nói một câu. Ông nói với mấy ông khác không dám nói, nhưng đứa cũng nói không biết ông thầy Đức không biết ông có bị ma nhập không sao. Sao mà ông giảng tối ngày trời. Thì nhân Đức nói á, ma mà nó nhập với người gì chắc ma này cũng là ma thiết pháp, không phải ma tầm thường, đúng quý vị thấy không? Ma mà nói chuyện kiểu này chắc tâm phái con ma này lắm. Đó quý vị. Nên từ nơi đó quý vị biết á, người ta về chùa mà nếu bây giờ nhà Đức tổ chức cho người ta lễ Phật suốt luôn thì quý vị chịu không có nổi. Nên những Đức phải dành thời gian này để mà tâm sự với quý vị. Hiểu chưa? Là bao giờ nhiêu người mỗi ngày người ta nghe mình giảng nè, bây giờ người ta về đây mình phải ngồi mình tâm sự với người ta để nó rơ bớt đi những cái sự nhớ nhung. Quý vị ơi, có khi nghe nhau hoài nó cũng thương nhớ đó quý vị à. Ôi, có những người người ta gặp những Đức tự nhiên họ mừng lắm quý vị. Hồi mà họ mừng ghê lắm. Chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Thì từ nơi đó mình biết là nghe nhau với cũng quý nhau quý vị. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên mình ngồi mình tâm sự với người ta gì nó cũng hết lòng hết dạ. Không, chứ nếu không mà bây giờ những Đức nó thôi để tôi nghĩ mấy bà tu đi. Trời ơi, mấy bà này chắc lé lử hết chứ. Sợ một lần không ai dám về chùa nó đâu quý vị ơi. Nên những Đức phải ngồi nói chuyện với quý vị nè. Hiểu không? Chứ chỉ người ta tu phước tu duyên đồ này kia đồ quý vị ơi. Chuyến đi người ta xứng đáng. Tu phước tu duyên đúng nơi đúng chỗ. Nó như chùa mình những Đức nói rằng là mấy ngàn con người sống như vậy. Mình đi về chùa một đồng một cắt mình cúng dường cho hòa thượng. Ngày xây chùa cũng ý nghĩa. Tại vì ngày xây chùa lên để nuôi người già. Hiểu chưa? Mà hòa thượng ngày 80 mấy tuổi à, mà bây giờ ngài đang xây ngôi chùa ngoài cổng đó. Vì thấy đổ móng đồ quá trời ngoài đó làm ngoài cổng đó tí chứ. Nó thì quý vị biết ngài lớn tuổi rồi đâu phải. Mình đi tìm gặp ngài hoài đi cúng dường cũng mất tiền. Dù cỡ nào cỡ thì cơ ngơ vẫn là hòa thượng xây. Mình mới được về đây mình ngồi với mái chùa đầm ấm gì mà mình tu. Thì cái ơn nghĩa đó mà hòa thượng lại có cái tâm hạnh xây chùa. Những Đức cái tí là nói chuyện Phật pháp bị nghe được. Nhưng mà những Đức không có duyên xây chùa. Những Đức chỉ có duyên khuyên người ta niệm Phật à. Mà nếu như mà niệm Phật mà đông gì mà không có ngôi chùa mà ngồi ngoài nắng, vậy thì thầy trò chắc thành khỉ khô. Đúng quý vị. 3 ngày tu thành khỉ khô luôn. Về đen thui nhìn thấy cướp. Đúng không?
Nên cái tâm của mình, thí dụ như một đồng một cắt như là một miếng nước nhỏ nhỏ, mình chế vào biển cả. Cái tâm hòa thượng như biển cả, mình một miếng nước nhỏ nhỏ mình chế vào biển cả. Thôi kệ cho ngày xây chùa cho mình tương lai, mình độ sanh. Đúng không? Chứ giờ 82 tuổi rồi đi chơi gì nữa bây giờ. Tiền nhiêu làm xây chùa hết trơn. Ăn thì ngày ăn buổi hay buổi gì đó. Rồi xong rồi nó ăn thì một ngày một buổi hai buổi gì đó, rồi nhiêu là có gom góp xây chùa. Công hạnh của ngài vậy vậy. Nên cuộc đời vậy, Đức đi đến đây ghép với hòa thượng, nên mình cũng mong làm sao tròn được cái hạnh nguyện hòa thượng, khi tới cuối đời cả đời xây chùa, thôi mình cũng cố gắng mình tròn cái hạnh nguyện với hòa thượng. Nên quý vị về đây, quý vị khỏi gặp những đức rồi đưa tiền đưa gì, quý vị có ở thùng tam bảo chứ, hòa thượng xây chùa đi. Còn đây thì những đức cũng làm lai rai cũng được, lúc nào kẹt thì báo cho biết. À, lúc có thì xài, còn không có người ta báo cho. Chơi vậy tự tại quý vị nha. Chứ có rồi mà kiếm thêm nhiều chứ cho nó mệt. Nó khiếm thị từ đây tới khiếm thị một tháng nữa là chỉ cứ móc móc. Bây giờ cũng sắp đủ rồi đó nghe. Móc phải hổm giờ á. Người ta cúng chút đỉnh cái nào đưa vào bạch thì đưa lo cho chúng mấy ngàn người. Còn cái nào giữ lại cắt giấu. Cắt riêng cái việc. Để chi để tới khiếm thị mình mạnh dạng mình tổ chức. Chứ nếu không mà kêu ai. Nó muốn làm cái gì là phải chuẩn bị có rồi cho nó chắc ăn, hơn là lôi lên tổ chức mình đi hỏi han người ta nó ngại lắm. Còn ai cúng thêm được thì mình làm cái khác, thấy không? Ví dụ như đèn hoa sen sẽ đặt 20.000 cái với Di Đà, nó mình càng kết duyên thì mình kết duyên tượng Phật tiếp tục tặng lễ với Di Đà. Ừ, cứ làm hoài thôi, có duyên mà, có cơ hội mà, quý vị thấy không? Có cơ hội tu phước tu duyên mình làm hết mình thôi. Một ngày nào ra đi, sanh không mang đến, chết không mang đi. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của bạn? Có gì của bạn đâu. Nhân đức nói cho bị nghe, nghe người xưa nói hay lắm, ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Thường mình có tiền mà mình không biết cái tu phước tu duyên con mình nó hư. Vì nó nhìn tiền của mình mà nó hư chứ gì. Nó thấy tiền của mình nó không muốn lo làm ăn thì nó hư chứ làm sao. Còn mình tu phước tu duyên là nó chuyển nghiệp cái thằng con hư nó thành con, thằng con tốt. Vì mình không có tiền bạc nhưng mà mình lo niệm Phật, mà mình niệm Phật với con mà nó nhìn mình nó thương lắm, 100% luôn. Cái vị mà niệm Phật thì đừng có nói tới nữa, nhớ nhớ nè, nói con không được đừng nói nữa, nói chồng không được đừng nói nữa, nói vợ không được đừng nói nữa, nhớ kỹ nghe. Nguyên khoảng thời gian đã nói nhiều rồi không được, bây giờ đừng nói nữa, niệm Phật. Ta sợ lắm mấy vị ơi, ta sợ lắm đó. Quý vị biết rằng có những người nghe quý vị mình nói họ hoài, nghe họ làm nư với mình đó. Họ nghĩ rằng là mình quá cần họ rồi. Cuối cùng họ làm nư với mình. Mình đừng có nói gì, đừng có ngó ngàng tới chứ. Tự nhiên sợ. Tự nhiên sợ, đổi ngược lại vị. Thay đổi cái vị trí làm việc lại có làm sao. Nó có thành công đó. Đừng có nói hoài, không được đừng có nói nữa. Chứ đừng có mình đi đè ra nói hoài phiền não. Nó bây giờ nghe như Đức nói gì rồi về nhà đừng có nói nhiều vợ chồng gì đó chứ nghe. Cái nào mình nói được mình nói một câu chắc ăn một câu, mình đừng có nói với họ nhiều nữa, nó sanh phiền não dữ lắm. Còn nó chửi rủa gì mình kệ nó đi, mình cứ niệm Phật thời gian rồi vì sẽ thấy à, thấy nữa. Về chùa này sao nhiều cái thấy quá. Thấy hoài thấy chưa. Rồi 3.000 lại xong rồi thấy nè, thấy. Hiểu không? Nó nên cầu an cầu siêu cho người thân như thế nào là có kết quả. Bản thân mình đó, bản thân mình nè quý vị. Rồi quý vị mang thai mà giờ cầu siêu cho thai nhi làm sao có kết quả. Bản thân quý vị có kết quả là biết liền. Quý vị thấy nhẹ nhàng, người vui vẻ, không còn bận tâm nữa, không còn thấy bằng đêm mà thấy ác mộng, hương linh bao vây là có kết quả. Quý vị mà mang nghiệp phá thai thì từ từ quý vị sẽ thấy nè, hương linh nó đến nó tìm quý vị nè. Nó rủ nguyên một đàn con nít lợi tìm đó, đừng nói chuyện dựng chơ. Nó bao vây quý vị, nó cắn quý vị.
rồi nó bám lên vai quý vị, nó bám lên người quý vị, nó bám lên đầu, lên cổ, nó làm cho bị nặng nề, khó chịu, bực bội. Và đứa con quý vị sinh ra nó tức tối, nó làm cho đứa con nó ngơ ngơ ngáo ngáo, nó làm cho đứa con đó phải tức tối, nó làm đứa con nó phải kênh quý vị, nghinh quý vị, liếc quý vị. Nó làm đủ chuyện để làm chi? Báo thù chứ làm chi? Có không? Nó không có. Hồi nãy đó, hồi nãy cái chàng trai hát á, chàng gì hát ca cổ mà nãy bị vỗ tay quá trời á, Việt gì đó, Trang á, thấy không? Đang đứng kế bên Những Đức á, chú đó cũng còn trẻ, thì Hương Linh viên em hay gì người tăng dẫm dựa cho chú đứng kế bên. Nó xong cái đoạn gì đó nói chuyện vì không nghe hả? Hồi nãy giờ đứa nói chuyện đó ngoài đó đó. Rồi xong rồi ta để hồi hướng cho ở chùa tu đi, rồi ta xức ra. Ra ngoài á, đứng kế Nhận Đức á. Nên cảnh giới Hương Linh có tồn tại hay không? 100% tồn tại. Quý vị đi đến đây bao nhiêu người này nghe chư Hương Linh không biết bao nhiêu mà nói. Đây cả dưới đất ở trên cao. Tại Hương Linh còn gọi là du hồn, nên Hương Linh mà người ta là du hồn mà, nên tất cả những người mà nghe trực tiếp tới giờ cũng đi thực á, chỉ cần vì hướng đến đây Hương Linh ta cũng được đi đến đây được. Ta là du hồn mà, một niệm là ta đi đến đâu ta đi liền à. Nên Hương Linh nghe quan gia nghe, chỉ cần mà niệm gì cực lạc là được rước liền. Nên khi mà lễ Quan Âm gì mà Hương Linh thai nhi đều nghe, hướng theo niệm Quan Âm Bồ Tát con cầu sanh cực lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm rước gì cực lạc luôn. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài có khả năng rước chúng sanh gì cực lạc mà. Tại Quan Âm Thế Chí Di Đà là Tây Phương Tam Thánh. Nên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đối với người tu tịnh độ không có sai. Tại vì khi bị được tiếp dẫn gì cực lạc là có Bồ Tát Quán Thế Âm đến. Với thì quý vị nhớ rằng là lại Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ gây dựng cái hạnh nguyện niệm Di Đà cực kỳ chắc chắn, không có sai. Còn thí dụ như quý vị thêm đồ chú đồ nhiều thì thôi bị gọn lại, tại vì nhiều quá nó làm cho mình khó quý vị, nên mình làm cái chuyện dễ để mình gây dựng luôn. Nên quý vị là người tu tịnh độ thì phải nhớ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà đã đưa ra cái đáp án cho cái người thí sinh như chúng ta được sanh về cực lạc. Mà cái đáp án giải đáp là gì? Cái đáp số đó là câu A Di Đà Phật được giảng sanh. Nhớ nghe, nắm chắc câu Phật hiệu đi. Còn đến đây lại Quan Âm mà những đứa tổ chức gì, nó làm cho cái công hạnh tu tịnh độ bị mạnh thêm, nó giúp cho quý vị tu tịnh độ mạnh thêm. Tại vì sao? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm trên đỉnh đầu ngài có Phật A Di Đà. Coi coi đúng không? Cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi cứu khổ cứu nạn, phù hợp nhân sinh cõi ta bà, nên đem cái hạnh nguyện Quan Âm để đắp vào cõi ta bà, nên dùng cái hạnh nguyện của ngài để đưa người ta đến niệm Di Đà để cầu sanh cực lạc. Nguyên lý là như vậy đấy. Nên chư Hương Linh mà về đây cực kỳ đông, mà nghe như vậy cái tâm họ nhẹ nhàng cái lắm. Tại vì họ có một con đường giải thoát. Họ có con đường giải thoát, quý vị viết gì sao họ báo thù quý vị không? Tại vì họ không có con đường giải thoát. Họ mỗi ngày khổ đau, gọi là cô hồn, cô là cô đơn, một linh hồn cô đơn buồn bã. Họ đã buồn bã cô đơn, họ không có con đường giải thoát. Như vậy thì làm sao? Như vậy thì họ phải báo thù quý vị chứ làm sao? Hiểu không? Bây giờ có ông thầy chỉ cho họ con đường giải thoát rồi, họ sẽ không báo thù quý vị nữa. Họ sẽ buông quý vị xuống. Nên quan gia trái chủ mà đi theo những con người này, buông họ ra để cho họ tu 3 ngày này ngon lành thì mới đem công đức phước báo hồi hướng cho mình. Người ta thiếu nợ mình mà giờ người ta làm ăn có tiền để trả mà không cho người ta làm, tiền đâu trả? Nên chư Hương Linh phải thông minh một chút, thấy không? Mỗi một con người chúng ta, chân cẳng bụng đầu chúng ta đều có quan gia bám trong á. Hiểu được nguyên lý này, buông ra, đừng có làm cho cái chân nhức, đừng có làm cho cái đùi căng, làm cho họ nhẹ nhàng đi. Để chi? Để bắt họ lại Phật, lại Bồ Tát. Nghe không? Nghe rõ ràng hay chưa?
Để rồi họ hồi hướng cho mình. Nhận đức là hồi hướng nè. Nhận đức hồi hướng là đại diện nè. Tất cả người đều chắp tay. Iran thì chư hương linh có, quan gia có, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn có, người chết chưa siêu có. Rõ ràng hết trơn rồi. Vậy thì phải bảo vệ hộ người ta tu, bảo vệ cho người ta tu. À, cái kết quả mà dễ biết nhất là mình đó, mình là người cầu an cầu siêu cho người ta. Cái kết quả quan trọng nhất là bản thân mình là người dễ biết nhất. Tại vì cái tâm mình khi an thì mới cầu an cho người ta. Còn cái tâm mình mà gặp những sự trở ngại trong cuộc đời mà mình buông xuống được thì mình mới cầu siêu cho người ta chứ. Đúng không? Nên khi mình tu tập mà mình có được kết quả là mình thường an lạc. Và mình ít bao giờ buồn ai mà để trong tâm lâu. Vì tu vậy là có kết quả rồi. Cho nên ví dụ như giờ mình càng tu mình càng sân si, mình càng tu mình càng khó chịu. Hồi xưa chưa tu thì khó ít, càng tu càng khó nhiều. Đúng không? Thật sự mà nói không ai dám tu theo quý vị ơi. Không ai dám tu theo cái người mà càng tu càng sân si đó. Đúng không? Nó nên cái gì cũng phải biết tích tích công lĩ đức. Như quá đông người nước thiếu. Ví dụ như thường ngày người ta 700 người ta xài phà phà ngon lành đúng không? Giờ thêm cái số lượng người kinh khủng không tưởng tượng được thì nước nó phải ít bớt lại. Nó nên ở trên phòng nước, cái chỗ mà cái phòng như đức nước nó chảy nhiều. Những đức nè, thôi nó nhiều mình thử, mình tích công lĩ đức thử anh ta. Cái những đức để cái ca ngay trang chỗ nó nhiều, những đức để cái ca cách khoảng cỡ 7-8 phút gì nó được ca. Ngày 7-8 phút nó đường ca, bắt đầu nhà đức lấy một ca đấy đổ vô cái thùng. 7-8 phút đường ca nhà đức đổ vô cái thùng. Rồi xong cái nhà đức để cái ca ngay trang chỗ nước nó nhiều á. Xong bắt đầu nhà đức đi vòng vòng cái phòng nhà đức niệm Phật. Xong nhà đức trở lại nhìn á, sắp sửa đầy đổ vô thùng. Vậy đó mà bỏ công thì vậy đó mà cuối cùng cũng được thùng nước. Đó. Đó. Tích công lĩ đức quý vị. Nên mình là người Phật tử biết tu, mình đi đến đâu mình cũng tập tích công lĩ đức. Như đức đã từng hướng dẫn quý vị, mình uống nước mà nước dư miếng mà mình chế gốc cây mà trong tâm mình phát nguyện rằng xin cúng dường nước này cho đại địa. Cái tâm nghĩ vậy quý vị. Cái tâm đó đó thì mình sanh ra đời đời kiếp kiếp sanh ở đâu cũng có nước. Cái tâm nó vậy mà. Còn thí dụ như đây người ta tổ chức 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, người ở đây hay người khắp nên nơi coi chương trình này ai cũng đều cầu nguyện cho cái pháp hội 3.000 lại được viên mãn. Cái tâm nó phước đức lớn lắm quý vị ơi. Vị nhớ nè, tâm tạo phước, tâm tạo tội đều do ngay cái tâm mình. Quý vị đang nghĩ cái gì? Thí dụ như ngày ngày mà bây giờ chúng ta thường cứ bực bội sân si thì cái tâm này tạo tội đó quý vị. Thường bực bội sân si là cái tâm này tạo tội. Quý vị bực bội sân si ai biết mà bực bội sân si là cái tâm tạo tội. Còn có người mình thường á, ngày ngày nhớ Phật niệm Phật mình không có bực bội ai để trong tâm lâu là cái tâm nó tạo phước. Phải nhớ, mình mà khéo tu thì cái phước báo mình lớn dữ lắm. Mà mình mà không khéo tu là phước báo mình mắc sạch nhách luôn á. Không phải chuyện giỡn đâu. Nên những đức trước lễ như đức nói 4 chữ từ bi hỷ xả để mà đi đến đây mình tu tập. Nhớ nghe. Quan trọng á, dùng 4 cái chữ để áp dụng trong đây nè là ít lắm. Tại vì quý vị ở đây vì sẽ gặp người thân thương nhiều đời nhiều kiếp, hay là kẻ mà hận thù nhiều đời nhiều kiếp họ hội tụ ở đây nè.
Nên nó có nhiều người á, họ hỏi là quan gia con ở đâu? Ở đây nè. Đừng có nói chuyện giận chơi. Cũng vui cười với nhau và cũng hận thù với nhau. À, bữa nay thương yêu ngày mai ghét. Có khi thương nhiều lại hận nhiều. Có khi ghét nhiều lại thương nhiều. Các vị thấy nó lộn tới lộn lui không? Có không? Nó có thấy chưa? Nên khi mình nghe Phật pháp mà mình khéo tu quý vị á, sẽ tạo ra phước báo nhân duyên cực kỳ lớn luôn. Quý vị không khéo tu thì chịu thua. Không có gì chứ. Nếu mình không khéo mình đi đến đây thiệt là đông người gì nghe, nội mình mỗi ngày mình bực bội người ta không? Mắt sạch nhất chứ. Mình đụng ai mình cũng bực hết chứ. Vị coi bây giờ đông đúc gì mà mỗi cái nó đều thiếu. Thì cái cõi này nó vậy mà. Chứ bây giờ nó đông y y gì mà không thiếu. Cái cõi này quý vị biết xài là nó hụt. Còn thế giới cực lạc á, càng xài nó càng nhiều. Dù nhà mình hai ba người đây mà có khi mình còn thiếu xài. Không chi mà nhà đông gì mà kêu mà cái gì cũng đủ hết trơn thì chắc ở đây là cực lạc quá. Đúng không? Nó phải thiếu. Đó. Ví dụ như bây giờ đi, mình đi đến đây, lúc ở nhà một ngày mình tắm một hai lần. Ví dụ mình đi đến đây hai ba ngày mình đã tắm một lần. Đỡ biết bao nhiêu tốn nước mà nói cho nhiều người đương xài. Quý vị nè, có những cách tắm mà nó không có hao nước bao nhiêu. Thấy không? Mình kiếm cái ca, mình hứng nước, mình nhúng khăn, rồi mình xả khăn sơ sơ thôi, rồi mình lau mình mẩy. Còn có những chỗ mình cần tắm thì mình thấm nó, mình thấm nó cho nó có nước một chút, mình chấm 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 chỗ nào nó cần thiết. Hiểu không? Còn những chỗ không cần thiết đừng có tắm, lau thôi. Còn cái chỗ cần tắm á, thì mình nó mới cho có miếng nước để cho nó sạch được chút. Khi lau sạch cái chỗ mà cần tắm á, xong lúc đó mình mới dắt khăn, lúc đó mình mới lau khô thì nó cũng sạch rồi. Thấy không? Đó. Có nhiều cách lắm quý vị ơi. Tại vì mình nghĩ đông người quá nên mỗi người tích một chút. Tích thiểu thành đa mà phải cần mỗi người tích chút như vậy đó. Chứ quá đông người, chứ đâu phải như ở nhà mình mà mình chế nước ào ào được đâu. Mà quý vị đi đến đây nó sẽ dạy quý vị một bài học rất là quan trọng. Khi mình ở nhà mình rửa cái chân thôi mà mấy ca nước. Bây giờ mà không có nước này trời ơi. Quý vị thấy quý từng chút nước không? Rồi cuộc đời của người mình bây giờ nhà đang giàu sang phú quý, ai biết được mai mốt mình nghèo sao? Bây giờ người trẻ tuổi dù nhà mình có giàu cỡ nào nhưng ai biết được nhà mình mai mốt cha mẹ mình nghèo sao? Cuộc đời của người á, lên voi xuống chuột mấy hồi vậy ơi. Không? Bài học đáng giá chưa? Vô đây nội mà thiếu nước tắm thôi là một bài học. Khi mình đi đến đây để mà mình giữ khóa tu lần này, dạy mình một bài học là phải luôn luôn tích lũy. Chứ mình không có được phí phạm. Dù có dư dư chứ không có thiếu phí phạm. Xài đúng nơi đúng chỗ chứ không có được phí phạm. Vì phí phạm ai biết được một ngày nào mình không có nước tắm thì sao? Mình không có nước dùng thì sao quý vị? Rồi có khi này, từ đây tới 3 ngày nó không có nước dọn nhà cầu. Rồi bị vô cái nhà cầu bị sẽ thấy. Nó mình sẽ thấy ra là cái việc từ mình ăn uống rồi xong tiếp tục nó thải ra cái chất quý vị thấy. Mà cũng vì cái chất đó mà bao nhiêu con người người ta tạo nghiệp trước. Cũng vì cái miệng này mà bao nhiêu con người để đi tạo cái nghiệp quả đó quý vị. Ăn ngon một chút nhưng tạo bao nhiêu cái nghiệp quả. Rồi qua cổ họng cái rồi nó trở thành chất thải dơ giấy. Vì nhìn rồi quý vị nhìn đi rồi quý vị sẽ thấy. Nó nên á, cái bài học đáng giá mà nếu mình suy nghĩ ra thì mình sẽ học được trong mỗi lúc mỗi nơi. Còn nếu như mà mình không khéo học thì mình nghĩ cái gì đâu, giờ đây chán muốn chết. Vậy nói chi nữa bây giờ. Đó, nên từ nơi đó mình nên khéo tu. Đây mới là một ngày một đêm bằng 100 năm ở cõi cực lạc. Cái thấy khó khăn không? Mà trước lễ nghe là những đức đã giảng hết trơn rồi đó. Những đức đã nói rõ cho vị nghe hết trơn luôn rồi đó. Trước lễ từ khi người nào không nghe thôi, những đức giảng quá trời luôn. Bao nhiêu buổi những đức nhắc nhở luôn. Từ vàng bạc tiền bạc những đức kêu để ở nhà. Còn lúc nào mà cần cúng thì đem lại cúng tam bảo.
cúng liền, còn cái nào đặt máy thì đặt máy liền, còn cái gì làm thì làm liền, chứ đừng có để trong túi tùm lum. Nó còn dây chuyền vàng bạc để ở nhà, còn điện thoại đồ không có được sạc mà ghim để tại chỗ. Như Đức Tiên nhắc rất rõ ràng hết trơn. Trước lễ là nhiều buổi giảng như Đức nhắc hoài, kêu trưởng đoàn nhắc những người đi chung đồ quá trời luôn. Nó nên từ nơi đó những Đức quý vị biết rằng những Đức tính từng chút cho quý vị. Rồi về đây những Đức lại nhắc những cái bài học đáng giá, quý vị thấy không? Từ mà thiếu nước thôi quý vị thấy là bài học đáng giá cho cái cuộc đời mình. Nên không có được tắm mà xối nước ào ào đâu. Nó, bây giờ mà mình nhà cửa mình mà nước nôi nhiều, mình tắm mình xối ào 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 nè, về sau sa mạc đón chào tái lai, đúng không? Rõ ràng đúng không? Bây giờ tắm mà xối nước ào ào, về sau sa mạc đón chào tái lai, là mình là tương lai mình sanh vào sa mạc, mình hết nước, mình hết cái phước, cuối cùng mình sanh vào sa mạc chứ sao. Cái này là 100%. Nên con người phải biết tích phước quý vị ô, đúng không? Tích phước. Nó nên mình tích phước, mình có phước mình mới chia phước, phước là cầu an. Rồi mình mới tích cái sự mà nhẫn nại tu hành, hoan hỷ vui vẻ, thì đây là cầu siêu. Nó giống như Bà La Môn nữ đi, bà tu hành mà từ phàm phu thành Bồ Tát, nên bà cầu siêu cho mẹ và sanh lên cung trời, đau sức hưởng phước, thấy chưa? Bây giờ cái sự tu của mình có tăng cảnh giới hay không là mình không biết nữa thôi. Là cái tâm lượng của mình nó có phát triển hay không. Bây giờ có những người mà đi đến chùa nhiều, nhưng mà mình đi đến chùa giết rồi con người mình nó kỳ cục lắm. Không khéo mình đi đến chùa giết cái nghe mình không có nghe pháp đâu. Có nhiều người mình đi chùa đó không khéo đó, vì không được nghe pháp, vì đi đến chùa quý vị tạo thêm cái phiền phức cho mình đó, có không? Có giỡn đâu nghe. Không nghe pháp, còn về chùa mình là chắc chắn là có nghe pháp rồi. Nó có nhiều người mà đi đến chùa mình tạo thêm cái phiền phức rất là nặng nề, rất là phiền não. Nào là có những người từ đội cái quần cái áo của quý thầy, bản thân mình phải bận tâm mình lo, phải gánh vác chuyện trong chùa, không có nên làm những việc đó. Mình là đến chùa là để nghe pháp, để tu thôi. Nhà mình có người chồng mình gánh muốn chết nè, đừng có nói chi mà lôi thêm cái gánh nữa. Nó cái gì mình hỗ trợ cúng dường cho Tam Bảo được thấy nơi đó làm tốt đẹp, mình hỗ trợ cúng dường để làm được lợi ích. Phải nhìn, nhìn là nơi đó có làm việc lợi ích không mình mới cúng, đúng quý vị? Bây giờ thí dụ như bây giờ nhiều người xuất gia còn trẻ trẻ đi, quý vị thấy người ta tội nghiệp, nào là điện thoại đồ xin tiền mình, rồi tôi đi đâu đi đó, đi nước đó đi chi à, đi đâu đi hoài à, sao không lo tu mà đi hoài à? Mình thấy tội nghiệp quá mình cúng, mình cúng người ta giết người ta hết phước thì sao? Khi người ta hết phước rồi là người ta khổ đau. Quý vị biết rằng những Đức có nhiều người huynh đệ quen hồi đó kìa, bây giờ bệnh đau te tu, hồi xưa khỏe thấy ghê, bây giờ bệnh quá trời. Có nhiều ông gặp những Đức hỏi gì sao mà sao đệ tu giết nhỏ huynh cả chục tuổi, bây giờ sao mà bây giờ người nó mệt mỏi mà nó đuối không muốn tu hành gì nữa chứ huynh. Những Đức nói trong nhà Phật nói phước huệ, con người sanh mà nếu không tạo được phước thì sao có trí huệ, mà khi phước là thọ, phước thọ mà không có phước sao tuổi thọ kéo dài. Nên con người mình phải làm được việc lợi ích mới dám dùng. Người ta làm việc lợi ích ta còn không dám dùng, còn mình mỗi ngày mình không có làm việc gì lợi ích cho người ta, mà người ta đưa tiền cho mình đi nước này nước kia, mình tốn tiền bạc của chúng sanh, họ cũng cực khổ, họ lam lũ mồ hôi nước mắt, họ không dám ăn họ đưa cho mình. Mình phải làm cái việc gì đúng nghĩa, chứ đâu phải là mình đi lông nhông mình đi đâu cầm điện thoại gọi đầu này đầu kia đầu nọ tao chở. Nó, quý vị coi những Đức có đi đâu đâu, những Đức ở chùa không mà những Đức cũng chia sẻ Phật pháp mà quý vị nghe được, có đi đâu đâu, đúng không? Này là rất rõ ràng luôn. Mình hộ trì Tam Bảo làm sao mà quý vị biết cách để quý vị có phước. Còn nếu như quý vị mà không khéo hộ trì Tam Bảo quý vị có tội á, quý vị không có nhìn ra. Cái này là những Đức chỉ hà Phật tử nghe, đi đến chùa là để buông xả nhiều thứ, có nội tâm nhẹ nhàng, chứ không phải là đi tạo thêm cái gánh nặng trong tâm mình đâu. Phật tử mà đi về chùa mình, trời ơi, tuần nào thứ bảy chủ nhật ta cũng đến, người ta cười nhí nhảnh, người ta đi lại chùa. Mấy bà đi mà tung tăng, mấy bà vô chùa mình rồi, mấy bà như gái 18, bà tung tăng. Đi đến chùa vậy còn nên đi, đúng không? Đó,
Còn nếu như mình đi đến chùa mình tạo thêm cái sự phiền não nặng nề, về thì không có biết đem cái pháp gì để áp dụng trong gia đình, cho gia đình mình chứ. Vậy thì vị đi đến chùa làm gì? Thấy không? Thà quý vị mỗi ngày nghe pháp gì rồi tự gia đình áp dụng tu đi, rồi ở nhà làm tròn trách nhiệm đi, làm chồng tròn trách nhiệm, làm chồng, làm vợ tròn trách nhiệm, làm vợ. Có những người họ nói vào pháp họ nghe cũng hay lắm, xả đồ vợ con đồ tầm bậy, nói phải mà mình phải làm được kìa, chứ đừng có nói chuyện giỡn, nói cao xa. Cao xa mình không làm được sao nói. Nên đối với gia đình là duyên hợp duyên tan. Duyên cái hợp thì làm tròn trách nhiệm của bản thân mình thôi. Mình vẫn biết duyên một ngày nào nó cũng tan, nhưng mà mình phải tròn trách nhiệm, vì mình với người ta là có nhân có quả, nên mình phải làm tròn cái trách nhiệm của mình với người ta, chứ không phải nói xả cái gì. Xả là cái nhìn thấu. Nhìn thấu cái gì? Nhìn thấu cuộc đời vô thường. Khi mình sống với người ta hết lòng hết dạ rồi, nhưng một ngày nào lỡ chia tay nhau bất tử, hoặc là sinh ly tử biệt, thì chúng ta chấp nhận về cái định luật vô thường. Đó mới là buông xả nha quý vị. Nghe không? Chứ không phải là Phật pháp mà quý vị mà tha hồ nói văn tự cao siêu đâu. Không phải đâu. Cái quan trọng là cái hành trì. Nên tại sao nhiều vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp quý vị có kết quả là biết sao? Là những đức làm. Mười mấy năm nay những đức làm thiệt mà. Như bây giờ 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức nói thiệt chứ quý vị biết. Những đức nói bây giờ những đức bật âm thanh cũng được, mà bật âm thanh lên quý vị lại không có bằng những đức lại chung với quý vị đâu. Những đức thấy người ta bỏ công sức, người ta đi đến đây, người ta lại từ khi là mình hết xíu quách. Mình chơi vậy nó cũng coi đẹp quý vị ơi. Chứ bây giờ mình còn sức mà tự nhiên mình đi làm vậy không khác nào chưa hết lòng hết dạ. Những đức thấy người ta ở phương xa, người ta về đây vậy mà tới kia cỡm từng chút trước thời gian. Dự định đi đến đây là người ta đã dành từng chút, có nhiều bà cũng cầm tiền nên cũng giấu chồng chút đỉnh đồ để cúng dường. Có đâu phải ai cũng hiểu để cho cúng đâu, hiểu không? Rồi tiền xe cộ bỏ công ăn việc làm ta đi đến đây, vậy mà mình chưa sống chẳng tặng đáy lòng mình, đừng có nói cái chuyện gì hay ho nữa mất công. Nên những đức phải làm tặng đáy lòng mình đối với quý vị đó. Nói trời ơi chứ mà thật sự mà 3000 lại này mà, thì mình cứ làm hết lòng thôi chứ mà lại được hết chứ cũng không đơn giản đâu quý vị ơi. Chắc là phải cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ dữ lắm, và tâm lực mình phải mạnh dữ lắm thì Bồ Tát Quan Âm mới gia hộ cho mình. Chứ quý vị nói mà la kiểu đó mà xuyên suốt sáng tối rồi cả ngày cái miệng nói hoài, thấy không? Thì thôi mình cứ cố gắng thử coi sao, hết lòng hết dạ thôi. Còn lúc nào mình thấy nó không ổn rồi đó thì lúc đó mình bật âm thanh lên, mình cùng lại chung với người ta cũng là đẹp lắm rồi quý vị. Lương tâm mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái nữa, thấy không? Nó suy nghĩ lắm quý vị ơi. Ngồi đắn đo suy nghĩ, gác chân lên trán suy nghĩ mấy ngày nay. Mình thấy mà mình cũng dội mà lễ mà nó cứ cứ làm gì quý vị nghĩ đó, nó không phải dễ chịu đâu. Nó cuốn từ dưới nó cuốn lên quý vị, nó khó chịu lắm á, không dẫn đâu. Mà sáng lại cứ Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con nó hết cái bệnh này đi. Nó hết cái này đi nghe. Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ con hết này. Hồi sáng là nguyên một buổi sáng là không có. Không có lần nào luôn. Nó nên quý vị biết rằng mình phải hết lòng hết dạ kìa. Nên những đức muốn nói cho quý vị biết, quý vị hộ trì Tam Bảo phải đúng. Chứ không phải là quý vị nhìn một hình tướng nào quý vị thấy tội nghiệp, thấy dễ thương là quý vị tha hồ mà hộ trì đâu. Cái hình tướng đó đó, đối với người tu hành của mình một phần nào thôi, thấy cảm mến thì cũng dễ mến, nhưng mà phải tu kìa. Chứ nếu như chỉ có hảo tướng dễ thương mà không tu gì chứ, giống như một cái cây đực nó không có trái gì chứ, hỏi hiểu không? Cái vườn cây á, cây nào mà mình đã trồng ăn trái mà nó lại không có trái có bông gì hết, vậy thì để cây này phiền phức quá. Thấy không? Mà quý vị đi chăm bón nhầm cái cây đực không có bột có trái gì chứ cái tự. Quý vị ơi, quý vị phải biết được rằng là mình phải chăm bón cái cây nào mà nó cảm thấy phù hợp kìa, hiểu không? Nên đó là những đức chỉ quý vị đó nghe. Thôi nghỉ.
Quyết chí hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị ơi. Còn dài mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.